Chúng ta đến với trận thi đấu đầu tiên Thái Bình và Game TV. Vâng, 2-2 sang đánh map là được phép đánh lạc đà, chọc giò tự nhiên theo luật của chúng ta. Vào cái các ông vẫn bật chat để xem quân được. Cái này đánh 1.5 đánh 2.0 ấy. Đánh 2.0 à? Khó phết nhỉ? Vâng, đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ đi nắng. Ăn hiêu trước và đóng S. Với cái này thì không biết là các bạn theo dõi, cái này rất nhiều người chỉ thích đánh sèng thôi. Có nhiều bạn đã theo dõi AOE Việt Nam từ nhiều năm qua. Mặc dù là thấy hiêu mới thấy voi, nhưng mà tốt nhất là các bạn vẫn cứ cử một thằng dân búm, các bạn cắn một cây quả được 10 thực mang về để đảm bảo cái thằng dân thứ 9 nó không bị chậm. Sau đó thì hiêu voi như thế nào đẩy về sau một chút cũng được. Tại vì có những tình huống là tay các bạn hơi chậm một chút, đẩy con hiêu về nó xa. Nếu các bạn không làm quả 10 thực từ cái cây quả trong bãi quả đầu về thì lo sợ rằng các bạn lại bị chậm dần. Mà xem bị chậm dần coi như là một thất bại rồi. Các bạn cơ cấu làm sao sau khi đóng chiếc S đầu? Các bạn chỉ cần cho 4 nông dân ăn hiêu thôi, cùng lắm là 5, như ông sẻ đang cho cả 6 con. Sau đó là cơ cấu cho chiếc BS đầu khoảng 4 nông dân khai thác gỗ. Vâng, có 4 nông dân khai thác gỗ thì đến khoảng dân thứ 12 hoặc thứ 13 là chúng ta đã đủ gỗ để có thể đóng được chiếc BG đầu tiên. Mặc kệ voi hiêu ra làm sao. Vâng, đánh xe một cái điều mà các bạn hay mắc phải đó chính là các bạn cũng đánh theo kiểu ăn hiêu voi trước, xong rồi các bạn quên mất rằng là mình phải đi dò. Vâng, quay sang một lúc thì sau khi ăn hiêu xong và bãi quả đầu xong thì các bạn không có một cái gì ăn nữa cả. Thì các bạn kêu là nhà nghiệt. Đen. Đã đánh kém rồi, bài nó còn xấu. Top 1 thì người ta nhiều tay hơn, người ta để ý được cái chuyện đi dò. Vâng. Lúc này các bạn đã được theo dõi buổi tuần trực tiếp của website GameTV.vn. Các bạn có thể truy cập vào GameTV.vn để theo dõi những trận thi đấu ở thể loại 22 xem. Cùng với đó thì ở trong... trên trang chủ của GameTV này cũng đang có mục, đó chính là mục chuyển Gcoin. Đây là một cái mục mà các bạn có thể vâng, khi mà các bạn click vào đó thì sẽ có một mục là ủng hộ giải đấu AOE Việt Trung. Các bạn có thể ủng hộ bằng số Gcoin mình có trong tài khoản. Các bạn chỉ cần click vào chữ chuyển Gcoin và sau đó sẽ hiện ra mục là AOE Việt Trung. Và sau đó thì tùy vào từng khả năng của từng người thì các bạn có thể ủng hộ cho giải đấu năm nay. Giải đấu sẽ được diễn ra trong 4 ngày, đó chính là ngày 12, 13, 14 và 15 tháng 11. Trong 2 ngày 12 và ngày 13 thì những trận thi đấu ở vòng loại sẽ được diễn ra tại Epic Gaming. Đây là một sự thay đổi vào quấy, vâng, vào giờ chót. Nhưng mà vẫn sẽ là một địa điểm thi đấu trên tầng 3 của trận hôm thôi. Còn còn trong 2 ngày 14, 15 thì chúng ta sẽ được sống trong không khí ở hội trường của Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Một hội trường chứa được khoảng vâng, chính xác số ghế của nó là 1.111 ghế. Vâng, nhuộm đỏ cái hội trường đó thì có lẽ là sẽ tuyệt vời đẹp. Có khi phải mời các anh thợ nhuộm tới. Vâng, trong cái thể loại này thì thể loại 22 đánh map la thì các bạn không được phép đánh đẹp dai. Vì đánh đẹp dai thì một người sang đánh chém sẽ có thể làm cho bạn là một người cầm sang đánh cung chết luôn từ đầu. Con giò chọc sau đó 2L vắt đều rất khó đỡ. Kim lên đời thì là ngang nhau. Rất nhiều khả năng cái thể loại này trong vài ngày nữa khi AOE Trung Quốc xuất hiện thì họ sẽ đánh hỗn mã. Họ vẫn sẽ có một người đánh chém và một người đánh hỗn mã. Chim sẻ ép một bài siêu kinh tởm, 22 dân của Seang và đánh chém. AOE là một bộ môn chiến thuật nhưng nó cũng có cái độ may, vâng, cái độ may rủi riêng của nó. Bởi vì đơn giản là cái con giò của bạn gặp trúng bãi ăn hoang, gặp trúng bãi vàng hoặc là một gặp trúng một cái gì đấy là bạn có thể hoàn toàn để gây được rất nhiều khó khăn cho đối phương rồi. Nhưng và ngược lại, nếu bạn không thấy cái gì
hiện thành phế. Vâng, nhìn đây thì gặp luôn bã hen hoàng của game thủ màu 2, game thủ Gunny. Sẽ lên đời quá sớm, con giò công dắt đầy đủ ở 10 phút 20 giây. Nó quá sớm. Sẽ kịp vẩy e không? Sẽ không kịp vẩy e. Nhưng có lẽ cũng không sao. Một tuần đi vòng vẫn đủ thời gian để cho Sẻ có thể hạ gục nốt những con nông dân này của Gunny. Gunny dường như đánh 26 dân. Gunny 26 dân. Và đây là bài đánh dường như là cung. Hồng Anh là người chọc chéo cho Gunny. Vâng, đúng là thể thức là đánh 2-2. Có rất nhiều điều cần phải nghĩ. Đánh trong những thể thức như này thì những cái game thủ ép đời hàng đầu như kiểu Chim Sẻ rồi Hồng Anh, Gunny, Nâu 1, BB he he, hòa mới như về lớp chém đầu nó kinh khủng lắm. Vâng, con giò của họ có tính sát thương cực kỳ cao, chứ nó không chỉ đơn giản Gunny đánh cung Sẻ mới ăn được có 2 dân, và ngược lại chiều hướng kia thì Sẻ nó chết tới 3 dân, dường như là 3 dân đấy. Kích đời siêu kinh tởm mà còn có tham như thế này đấy. Thủ Sẻ cũng đang muốn khung nhà mình. Nhưng vấn đề là lực đang chỉ đủ cho một lờ. Bây giờ thì cũng là một tuần chéo tới từ game thủ Chim Sẻ sang phía nhà Hồng Anh. Đây là bãi vàng của anh, rất nhiều dân đầu vàng. Cái điều quan trọng là Hồng Anh có chơi phù không? Có chơi phù. Hai game thủ Chim Sẻ của anh đang chọn những phương án tương đối giống nhau để đối đầu với nhau trong trận thiếu này. Vâng, nhà Nâu 1 và nhà Hồng Anh rất gần nhau, nhưng Nâu 1 đã giữ được toàn bộ dân của mình. Vâng, một thể thức thi đấu mà mình nghĩ là nó hấp dẫn. Với quan điểm cá nhân của mình thì mình nghĩ nó hấp dẫn, bởi vì đơn giản là cái chiến tranh bùng nổ và gian khổ bắt đầu nó rất sớm. Nhưng trận thiếu này là một trong những ví dụ. Chim Sẻ kích quá sớm. Chim Sẻ kích quá sớm, và khi mà chim sẻ chọc con giò không dắt đầy đủ thì nó đã, vâng, nó mới chỉ là 10 phút 20 giây. Gunny có tấn công đầu tiên, nhưng lúc này Sẻ đang tạm thời đi được. Còn đây là màn hình máy của game thủ Nâu 1. Nâu 1 đã ăn được bãi vàng của game thủ Hồng Anh. Nếu như bây giờ Nâu 1 mà bắn được phù, Sẻ tạt sang một tơn thì Hồng Anh fit luôn. Còn đây là màn hình máy của game thủ Nâu 1. Tham Ai đang nở tương đối ổn với 4 nhà VA của mình. Tiếp tục công vào bãi vàng của game thủ Hồng Anh. Lượng quân của Hồng Anh là không đủ để thủ, và đúng là chưa có bánh xe thời điểm này. Có lẽ Sẻ cũng không có bánh xe, đang tập trung sóc đều và ra ruộng. Một thế trận mà nếu như Gunny không sang, Hồng Anh chết chặt. Nhưng có lẽ Chim Sẻ đang đi Gunny. Chim Sẻ đứng ở giữa đường, đứng ở giữa đường, không được Gunny sang cứu thì đầu một sẽ hạ gục Hồng Anh rất nhanh ngay trong turn này. Vào bắn phủ, chưa bánh xe dành cho Hồng Anh. Hình như Sẻ cũng chưa có bánh xe. Một trăm gỗ được bơm cho Sẻ, có lẽ tăng L2 chăng? Không, đây là pha vẩy e. Chim Sẻ tạo áp lực như thế này thì Hồng Anh fit chặt rồi. Lợi thế quá lớn dành cho Game TV trong trận thi đấu đầu tiên này. Dường như Hồng Anh đã câu kéo và đã có bánh xe để mà chạy rồi. Nhưng như vậy là đủ. Tỷ số là 1-0 dành cho Game TV. Hồng Anh cũng chỉ kích muộn hơn Chim Sẻ một chút xíu thôi. Một người 23 dân và một người 22 dân. Gunny hơi đen mặc dù nhà đã có thể khung được lại. Nhưng mà Sẻ vẫn đang đi Gunny tốt. Trong khi đó thì Hồng Anh N1 đã đẩy chết được Hồng Anh rồi. Thế trận như thế này đã đủ để có một chiến thắng. Chúng ta sẽ đến với xe đấu thứ, xin các bạn trận đấu thứ hai. Trạm 4 trong mỗi lần gặp gỡ của các clan. Đánh vòng tròn và chọn ra đội vô địch. Vâng, Tứ Hùng phân tranh.